Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng mạng Pi với những tin chính sau. Lộ trình cho Menet mở. Toàn thể nhân loại sẽ trở thành vàng và sẽ có hòa bình vĩnh cửu. Mạng Pi kẻ thách thức tiềm năng đối với sự thống trị của Ethereum và Solana. Đảng Cộng hòa tiết lộ dự luật tiền điện tử thay đổi trò chơi, tác động tiềm tàng đối với cộng đồng mạng Pi. Thưa quý vị, Bitcoin lại có lời như sau. Hành trình Bitcoin giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy gây cấn, đầy thăng trầm. Nhưng chuyến leo núi phấn khích là minh chứng cho khả năng phục hồi của nó và những khả năng thú vị phía trước. Vậy các bạn nghĩ gì về điều này? Tại sao ở đây Bitcoin lại nói về sự khó khăn gây cấn, thăng trầm? Hãy nghĩ xem, Pinterest có nằm trong điều đó không? Quốc lại tiếp tục được bơm thêm 50 triệu pi nữa để đưa Menet lên hơn 4 triệu. Ngày hôm qua, số lượng ví được tạo trong một ngày đã vượt qua 33.467. Đồng thời, gần 20 triệu đồng pi đã được lập bản đồ. Hôm nay, nhóm dự án đã phát hành thêm 50 triệu đồng pi cho các thợ mỏ. Xin chúc mừng, pi đang đến đích. Chia sẻ của Nguyễn Đức về lộ trình cho Menet Pico Team đã cập nhật trang hệ sinh thái P-TestNet và liệt kê các mẹo hoặc ứng dụng chưa được xác minh đang được xây dựng trong hệ sinh thái P-Network. Testnet này về mặt kỹ thuật không còn là testnet nữa, tức là không còn thử nghiệm nữa. Đây chính xác là phiên bản mainnet chính thức dành cho các đáp truy cập sớm sử dụng công cụ SDK mainnet tích hợp các giao thức hệ sinh thái SEP tích hợp Coret CAP trên Stellar mở rộng các công cụ phụ trợ để phát triển đồng bộ đáp trong mạng, giúp vệ sinh thái trở nên phổ biến trên toàn cầu. Chỉ cần một đáp khủng thì Minet sớm hơn dự kiến hội tụ đủ 3 điều kiện rất nhanh. Đây là sự kiện tích hợp và di chuyển. Soroban đã hoàn thành cài đặt trên phiên bản FutureNet V20, chức năng Network cho phép nốt được kết nối với Stella FutureNet. Như đã biết thì mạng Pi sẽ cung cấp nốt mainnet cho Stella dựa trên mối tương quan giao thức đồng thuận. Giá trị của nội dung này giúp cho mạng lưới nốt mà Pi đang sở hữu ở mạng kín được phép kết nối trực tiếp với phiên bản FutureNet V20 nơi mà hợp đồng thông minh Soroban đã hoàn thành việc thiết lập cuối cùng. Nốt Menet một hình ảnh khác được cộng đồng chia sẻ cho thấy Pi và đồng XLM đang có sự trao đổi rất lớn. Điều này tôi không hiểu rõ nhưng các bạn hãy tham khảo xem. Một thông tin được dịch từ tiếng Nhật Bản. Tất cả vàng tài sản của Vatican xung quanh thế giới bị đánh cắp bởi DS đã sẵn sàng được trả lại cho nhân loại trong đồng Pi. Giữ trước 10 ngày đợt bán tháo kết thúc EBS thức dậy. Tôi đã thay thế màu đỏ vòng tròn có cờ Nhật Bản. Toàn thể nhân loại sẽ trở thành vàng và sẽ có hòa bình vĩnh cửu. Hy vọng tất cả sẽ trở thành sự thật. Mạng Pi, kẻ thách thức tiềm năng đối với sự thống trị của Ethereum và Solana. Thị trường tiền điện tử được đánh dấu bằng sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nền tảng blockchain, đang chứng kiến sự trỗi dậy của một nền tảng tương đối mới, đó là Perinework được định vị là đối thủ cạnh tranh với những người chơi đã thành danh như Ethereum và Solana. Perinework đã thu hút sự chú ý với việc ra mắt mạng chính sắp xảy ra và cách tiếp cận độc đáo để đạt được sự đồng thuận và khả năng mở rộng. Trong nội dung này, chúng tôi đi sâu vào cách Perinework có khả năng vượt qua Ethereum và Solana chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi phát hành mạng chính. Thứ nhất, khả năng mở rộng. Ethereum và Solana, những gã khổng lồ trong không gian blockchain, đang vật lộn với các vấn đề về khả năng mở rộng, dẫn đến tắc nghẽn và phí cao. Poliwork thực hiện một cách tiếp cận khác với cơ chế bằng chứng đồng thuận cải tiến hướng tới sự cân bằng giữa phân quyền và hiệu quả. Lựa chọn thiết kế này giúp Poliwork xử lý khối lượng giao dịch lớn hơn một cách hiệu quả có khả năng vượt trội so với Ethereum và Solana về khả năng mở rộng. Thứ hai, khả năng truy cập và sự chấp nhận của người dùng. Sự chấp nhận của người dùng là yếu tố cốt lõi cho sự thành công của blockchain. Trong khi Ethereum và Solana đã đạt được sức hút, việc áp dụng chúng phần lớn chỉ giới hạn ở những người đam mê và phát triển tiền điện tử. Đối với Pinewood nhắm đến cơ sở người dùng rộng hơn với trọng tâm khai thác di động và giao diện thân thiện với người dùng cho phép người dùng khai thác Pi trên điện thoại thông minh mà không tiêu tốn nhiều năng lượng hoặc sử dụng dữ liệu. Pi Network có thể hỗ trợ hàng triệu người trên toàn thế giới. Việc áp dụng rộng rãi này có thể là một thế, có thể là một lợi thế quan trọng so với Ethereum và Solana về số lượng người dùng và hiệu ứng mạng tổng thể. Thứ ba, hiệu quả năng lượng. Những cân nhắc về môi trường ngày càng quan trọng trong ngành công nghiệp blockchain. Ethereum và Solana dựa vào các cơ chế đồng thuận tiêu tốn nhiều năng lượng, trong khi Pinnacle sử dụng bằng chứng đồng thuận bền vững hơn. Cách tiếp cận thân thiện với môi trường này định vị Pinnacle như một giải pháp thay thế xanh hơn, thu hút những người dùng quan tâm đến lượng khí thải carbon của họ. Việc nhấn mạnh về hiệu quả sử dụng năng lượng có thể thu hút người dùng và các dự án đang tìm kiếm các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho Ethereum và Solana. Thứ tư, quản trị và phân cấp. Quản trị là yếu tố chính tạo nên tính bền vững của nền tảng blockchain. Ethereum và Solana phải vật lộn với những thách thức liên quan đến tập trung hóa và quyền lực trong mô hình quản trị của họ. quốc giới thiệu một cơ chế đồng thuận độc đáo trao quyền cho người dùng tham gia tích cực vào việc ra quyết định bằng cách hỗ trợ quản trị dựa vào cộng đồng. Poliwork hướng tới một hệ sinh thái toàn diện và minh bạch hơn, có khả năng thu hút các nhà phát triển và người dùng coi trọng sự phân cấp. Khi Poliwork chuẩn bị ra mắt mạng chính của mình, nó tự coi mình là kẻ đột phá có khả năng vượt trội hơn Ethereum và Solana chỉ trong vòng 3 tháng, giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng tập trung vào khả năng tiếp cận, ưu tiên hiệu quả năng lượng và thúc đẩy quản trị phi tập trung. Poliwork giải quyết các điểm yếu chính mà các đối tác đã thành lập của nó phải đối mặt. Mặc dù tương lai sẽ tiết lộ mức độ tác động của Poliwork, nhưng cách tiếp cận độc đáo và sự nhấn mạnh vào việc chấp nhận của người dùng đã khiến nó trở thành một đối thủ đáng gờm trong không gian blockchain. Sự phát triển này bổ sung thêm một khía cạnh thú vị cho bối cảnh đang phát triển của tài chính phi tập trung và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Đảng Cộng hòa tiết lộ dự luật tiền điện tử thay đổi trò chơi, tác động tiềm tàng đối với cộng đồng mạng Pi. Trong một động thái mang tính đột phá, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Hoa Kỳ đã tiết lộ một dự thảo luật có thể định hình lại bối cảnh tài sản kỹ thuật số, mang lại lợi ích tiềm năng cho cộng đồng Pi Network. Mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ nhưng dự luật được đề xuất nhấn mạnh sự thừa nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của tiền điện tử trong nền kinh tế hiện đại. Pinwork, một dự án tiền kỹ thuật số phi tập trung, tận dụng các thiết bị di động để khai thác có thể đạt được kết quả tích cực nếu dự luật thiết lập khung pháp lý hỗ trợ. Tác động tiềm tàng đối với cộng đồng Pinwork ở Hoa Kỳ có thể được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất, sự rõ ràng về quy định các hướng dẫn và quy định rõ ràng có thể mang lại sự rõ ràng rất cần thiết cho cộng đồng mạng Pi, đảm bảo tuân thủ và giảm bớt sự không chắc chắn. Khung pháp lý minh bạch đối với tài sản kỹ thuật số có thể giúp người dùng Pi Network ở Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ. Thứ hai, bảo vệ nhà đầu tư. Dự thảo luật có thể kết hợp các biện pháp nhằm bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử, chẳng hạn như yêu cầu nâng cao về công bố thông tin tăng tính minh bạch cho ICO và cơ chế ngăn chặn gian lận. Việc tăng cường bảo vệ nhà đầu tư có thể tạo niềm tin cho cộng đồng Quốc có khả năng thu hút nhiều người tham gia hơn. Thứ ba, đổi mới và áp dụng. Dự luật thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đổi mới và áp dụng tài sản kỹ thuật số có thể tạo ra nền tảng lý tưởng cho các dự án như Quốc phát triển mạnh. Các quy định và khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiền điện tử có thể khuyến khích nỗ lực kinh doanh thúc đẩy tiến bộ công nghệ và mở rộng cơ sở người dùng của Pininwork ở Hoa Kỳ. Mặc dù dự luật đang ở giai đoạn đầu và có khả năng sẽ được sửa đổi, nhưng tác động cuối cùng của nó đối với cộng đồng mạng Pi sẽ phụ thuộc vào các điều khoản cụ thể được nêu ra. Khi quá trình lập pháp diễn ra, cộng đồng Pininwork và các bên liên quan trong ngành tiền điện tử sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ, tham gia vào các cuộc thảo luận để định hình kết quả cuối cùng tác động tích cực tiềm tàng nhấn mạnh sự công nhận ngày càng tăng của tiền điện tử như một khía cạnh quan trọng của bối cảnh tài chính hiện đại